bát đầy đủ. Quán cũng rất là vắng do Covid. Một bát bún bò này thì nguyên liệu là giá đỗ này, thịt bò này, lạc này, rất nhiều thứ khác rất là ngon trộn lên. Quán này khỏe được 20 mấy năm rồi đấy. Cũng lâu rồi tôi mới đến đây tôi ăn. Một trong những quán bún bò Nam Bộ ở Hàng Điếu khá nổi tiếng. Cái ngon nhất là chắc là do cái nước sốt này. Nước sốt của thịt bò rất là ngon. Làm thêm mấy em giò nữa. Quán mùa này Covid nên vắng khách. Đa phần là mua mang về hoặc là ship đi. Giò vừa giòn vừa ngon vừa nóng. Món bún từ Nam Bộ nhưng cũng là một nét đặc trưng của Hà Nội đấy. Hai cái giò đây. Rất là dễ ăn. Không bị ngán một chút nào cả. Các bạn có thể qua ăn và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.